Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng 4 bánh máy xăng, tải trọng từ 600 đến 800 kg 4 bánh. Bộ này thì chuyên về chở hàng, các bạn làm xe chơi cũng được, nhíp nó khá là khỏe, có thể ứng dụng cho làm xe 4 đến 6 chỗ ngồi. Tuy nhiên thì nếu như các bạn chở làm xe chở người thì các bạn làm cái xe nhíp nó mềm hơn một chút, còn bộ này là bộ chuyên chở hàng thì nhíp nó cứng hơn, nhíp 5 lá đầy đủ phụ kiện. Bộ này có trang bị cho các bạn là bánh 400-12. Cái thông số bánh này thì nó có đường kính là 50 cm, bản rộng 10 cm và tải trọng một bánh của nó là 355 kg một bánh, rất là khỏe. Cái hệ thống lái thì đầy đủ công tắc, vô lăng, đấy, ốp nhựa, đây có hết này. Đây là cái ổ khóa ốp công tắc này, khóa này, đây là hệ thống lái này, đấy, ống lối này, đây là vô lăng có tích hợp cụm công tắc còi này, còn đây là bộ cầu trước này. Đấy, bộ cầu trước này thì là cầu thẳng, thì các bạn là về các bạn hàn một cái ống 60, hàn vào đây nhé, và hàn qua cái cầu phía bên này thì các bạn sẽ có một cái ống cầu dài theo cầu sau. Ví dụ cái cầu sau nó dài 1m1 thì các bạn chỉ cần bớt đi 22 cm, các bạn cắt một cái ống 1m1 mà trừ đi 22 cm thì các bạn hoàn vào đây là nó sẽ bằng cái cầu sau. Và có một cái lưu ý nữa cho các bạn là cái con ốc này này, khi các bạn làm cầu thì cái con ốc này nó ở phía trên đấy, chứ nếu mà các bạn để ở phía dưới thì nó sẽ bó rất là nặng, không lái được. Đấy là một cái lưu ý. Thứ hai nữa thì cái phần giằng lái này các bạn có thể để đằng trước hay để đằng sau không quan trọng. Nếu như khi các bạn lái mà nó bị ngược ấy, thì các bạn chỉ cần đảo đầu cái cây thước lái này là xong thôi. Đấy, rất là dễ. Còn về cái phần gối cầu của cái cầu trước thì các bạn làm thì các bạn lưu ý là các bạn phải tính toán cái khoảng cách nó độ sát bánh quá thì khi các bạn lái cái bánh nó sẽ bị vả vào cái nhíp, không lái được, thì các bạn phải tính trước cái độ quay của cái bánh để tránh cái tình trạng lái xe thì sẽ bị vướng vào cái đấy. Đây là thông số bánh này. Bộ này thì em trang bị thêm cho các bạn cái ốp này. Đấy, cái ốp này thì để nó đẹp thôi, khi các bạn lắp cầu lên thì các bạn chép cái ốp này vào đây, cái lắp này vào cho nó đẹp. Đấy, 4 bánh 4 chiếc. Nhíp thì vẫn nhíp 5 lá, dài 70, phụ kiện thì đầy đủ. Đấy, phụ kiện thì miếng sắt này, tất cả đồ bên em là đồ nhập nhé. Sắt này nó mạ hết này, nó chống han rỉ này. Đấy, cái này cũng mạ này, trục ốc phi 14-12 này, cao su này, cao su này thì dùng thoải mái. Đấy, cao su con này thì các bạn lưu ý thì nhíp nó có cái đầu to và đầu nhỏ, cái đầu này là đầu to này, mắt to, mắt to thì các bạn để đằng trước và các bạn lắp với cái gối này, còn cái mắt nhỏ đằng trước thì các bạn lắp với cái bộ gật gù này đây và cái bộ dao động này. Đấy, đến là phần lắp nhíp. Đối với cái phần nhíp đằng sau đây thì các bạn lắp càng sát cái phía này càng tốt thì nó khỏe cái cầu. Nếu các bạn lắp sâu vào trong giữa này thì nó sẽ bị võng cầu hoặc là nó vỡ sọ cầu nếu như các bạn chở hàng nặng. Bộ này thì phanh chân, phanh tay rất là đầy đủ. Đây là cái phụ kiện phanh chân. Đấy, đây là phụ kiện phanh chân. Thì nó gồm 4 cái tay này, tay kép này. Đây một tay này, hai tay này, ba tay này, bốn tay này. Hai tay kéo về hai cái đằng phanh sau, một tay trước là kéo về chân phanh trước, còn một tay nữa là dùng để kéo phanh tay. Đấy,
hai cái miếng này để làm cái bản lề. Cái này có một video hướng dẫn làm phanh rồi. Thì đây là bộ số lùi này, còn đây là bộ số phụ này, dây số phụ này, cần số và bàn số của nó là đầy đủ đấy. Thì bộ này khá là đầy đủ. Đây còn bộ các đăng này, bộ các đăng thì bên mình luôn luôn trang bị cho các bạn là hai cái các đăng và hai cái khớp trượt luôn đấy, rất là đầy đủ. Có thể các bạn không dùng đến hoặc có dùng đến nhưng mà mình giờ vẫn trang bị cho đủ luôn đấy. Tổng thể cái bộ này thì nó như vậy. Thì mọi cái thắc mắc về thông số kỹ thuật hay là giá thành sản phẩm thì các bạn vui lòng xem phần mô tả sản phẩm hoặc là phần dưới mình sẽ báo giá. Đây là một tổng thể của một bộ đấy. Ngoài ra thì bên em cũng có bộ dùng cho số phụ, số lăm tạ. Thì sẽ có một video giới thiệu về cái phần bộ này dùng số lăm tạ cho các bạn xem. Đây là chọn bộ như này. Đấy. Bánh này là bánh lốp 412 đấy, 8 bố. Thông số rất là đầy đủ. Đây bánh này là bánh 412 này. Lắp tre đây. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi có video mới đăng. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.